Honda và cái ống chích với lại kim 25. Kim 25 thì các bạn sẽ thấy là cái chưa kim nó có màu cam. Tiêu bản thì cái lam này á, cái lam nó được mài nhóm ở một đầu để mình có thể biết cái chì tên tuổi và cái nơi chọc trên đó. Cái dung dịch để cố định thì đây là ancol 95 độ, một cái hộp gờ có tẩm ancol để sát trùng, một cái kẹp để lát nữa mình kẹp cái lam mình làm cái động tác búng kim ra, búng cái bệnh phẩm ra và găng. Và có cái băng keo để sau khi chọc mình sẽ dán lên cho bệnh nhân. Bây giờ tôi sẽ chọc vào cái cơn, tôi sẽ chọc vào cái cổ của em để lấy bệnh phẩm nha. Cái kỹ thuật này nhé, thì và không có cần tay, không cần những tay, thời gian làm chỉ 10 giây thôi. Lúc chọc kim thì em không có muốn không nói, không muốn chọc vào nước nha. Thì khi nào tôi nói trước tiên thì mình sẽ sát trùng. Trước tiên thì mình sẽ xác định cái thao tác và xác định cái tổn thương, cái vị trí mà mình cần chọn. Sau đó thì sẽ sát trùng. Tên bệnh nhân mình ghi trên cái lam trước và
để khi mình làm đó thì sau khi cái định phẩm để lên trên đây trên lan rồi đó thì mình sẽ cố định liền, không phải làm lại, không phải mất công thiết lan, để cho cái thời gian từ lúc chọn ra kéo lan cho đến vào con đó là nhanh nhất. Thì với cái mẫu như thế này đó thì các bạn sẽ được, được cố định trong hành con như thế này, thì các bạn có thể chuyển đến phòng xét nghiệm dễ của bệnh viện hoặc là để ngày hôm sau cũng được. Nếu mình chuyển sớm thì mình có kết quả sớm, chuyển lâu thì mình có kết quả lâu. Hiện giờ thì sẽ Medic sẽ học bài cái kỹ thuật bé NDC dưới xương hướng dẫn. Thì vì lý do chỉ có một màn hình nên bây giờ mình sẽ xem cái hình ảnh tổn thương của bệnh nhân đó trên cái kết quả siêu âm. Dạ xin vui lòng cho bác. Okay, sound wrong. Rồi làm cái gì? We call it repetitive technique. Pre-amp technique to manual. Dạ. Kỹ thuật này thì bác sĩ siêu âm đó thì tay trái sẽ dùng sẽ cầm đầu dò và tay phải sẽ cầm một cái kim, kim là phai nít đồ. Như trong trường hợp này thì tôi sử dụng kim 225 bơn. Chỉ các bạn. Chị Minh ơi, chắc làm chậm chút quá, trưa này chưa có đưa tín hiệu của cái hình siêu âm lên đây, người ta chưa biết mà cái tổn thương sao á. Anh quay lên trên cái màn hình. Đưa đỡ hình màn hình. Đó, chị thấy tổn thương. Trên màn hình siêu âm thì chúng ta thấy bệnh nhân là một bệnh nhân nam 26 tuổi và gây eo giáp thì có một cái nhân giáp đặc solid, echo kém, hypoechogenic và rất nhiều nốt fibro hóa rời rạc, tức là discrete microcalcification, tức là những dấu hiệu được xem là đặc hiệu nhất, the most specific sign của cái PTC, papillary thyroid carcinoma. Tuy nhiên, ở bệnh nhân này đồng thời thì lại có một cái hạch trên đòn phải. Dạ thì đây là siêu âm của cái khối hạch trên đòn phải đó. Quay máy siêu âm hay chị? Quay màn hình. Thì trên màn hình chúng ta thấy một cái khối hạch trên đòn phải. Nó mất hoàn toàn cái cấu trúc hạch bình thường. Nó là tiêu kém không đồng nhất. Bệnh nhân này đó, thì đang có một về tiền căn đó, thì họ đang điều trị lao hạch tại trạm chống lao địa phương từ 4 tháng nay với phác đồ là 2 cái thuốc. Tuy nhiên không vì cái bệnh sử đó mà chúng ta bỏ qua cái khả năng chẩn đoán thứ hai đó là papillary thyroid carcinoma di căn hạch trên đòn phải, được xếp vào nhóm hạch nhóm 4 của phân loại hạch Medina trong phân loại quốc tế. Dạ bây giờ thì sẽ tiến hành làm cái vòng học của cái thủy về eo giáp trước và sau đó sẽ là học. Thì khi FMEC đó thì chúng ta có hai cái đường vào, tức là two approach, một cái là như bác sĩ giảng viên buổi sáng đã trình bày đó, thì cái đường vào là cái đầu dò, cái kim nó sẽ xong trùng với mặt phẳng đầu dò. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi sẽ sử dụng cái đường vuông góc, tức là perpendicular, vì lý do nó ngắn hơn, bệnh nhân sẽ ít đau hơn. Dặn bệnh nhân là không nuốt không nói và vẫn thở nhẹ. Thì thường bệnh nhân khi họ sợ đó thì hãy thay có phải sạc nín thở tự phát. Chúng ta thấy cái mũi kim là một cái đốm sáng, nó nhấp nhô trên màn hình.
Và đương nhiên cái lỗ tim này trong tình huống mà ung thư giáp dạng nhú và điển hình đó thì nó sẽ khó với lại lẫn lộn với lại cái chức đô thị cơ hóa. Tuy nhiên mình xem cái ảnh đồng nó đang nó mít hết rồi, phân biệt để này bác sĩ phụ để bỏ ra đi. Thứ nhất là thì ghi chân kim vào thì chúng ta sẽ không vội vã tạo âm, vì lý do là cái bước đầu tiên đó là sẽ đợi cái cơ chế lực bao dẫn là colony nó làm việc để xem tế bào nó có dâng lên hay không. Rồi nếu mà không có đủ tế bào trong đốt kim đó thì chúng ta sẽ qua bước thứ hai. Qua bước thứ hai thì cái động tác đó gọi là colony motion, tức là tạo các lõi hay là động tác mối chốt để mà lấy tế bào. Quay cái đốt kim. Động tác thứ ba thì chúng ta cứ tạo áp lực âm. Đối với tuyến giáp á, thì áp lực âm chỉ từ 3-4 cho tới 5 ml là tối đa, mà không có bao giờ dùng tối đa tới 10 vì nó thô bạo quá, nó sẽ làm chảy máu nhiều. Và cái bước thứ tư đó thì mới là thất tinh mô, tức là một cái mũi kim sẽ đi tới đi lui từ 3 cho tới 5 lần buổi sáng thì bạn thầy có nói. Và trước khi rút lưng đó thì chúng ta phải trả cái đốt kim, cái nòng đó trả lại, thì nếu không sẽ mất tới tế bào. Rồi nè, mình rút kim từ từ ra thôi, và đồng thời cái người phụ của mình đó họ sẽ lại cầm máu giúp bệnh nhân. Chúng ta lấy một ít hơi, chúng ta lấy đầy hơi trong ống chích và sau đó sẽ xịt tế bào ra nhẹ nhàng và quay cái mặt vác của kim vào vào lăng. Ở đây thì chúng tôi sử dụng cái kỹ thuật mà lấy tế bào và xuyên cái kim qua cái ốc kim bằng nhựa chứ không có dùng kali như cô Hứa Thị Ngọc Hà, thì hai cái thì có giá trị tương đương. Mở lọ bên này cùng bên và cố định ngay là giống như cô Hà có nói, vì nếu không tế bào sẽ phồng lên. Và bây giờ mình sẽ qua cái tổn thương thứ hai, đó là cái hạch cổ hạch trên đòn phải. Thì thường thường một bệnh nhân đó họ có thể lấy một lần tối đa là 4 vị trí tổn thương, nhưng mà ít khi nào bác sĩ tận dụng hết cái con số tối đa đó, vì cái sức chịu đựng của bệnh nhân thì cũng không nên bắt họ chịu đựng quá. Thì chúng ta biết là cái kỹ thuật mà fine needle aspiration ở vùng cổ đó thì các bác sĩ rất e ngại và bệnh nhân cũng e ngại, là vì lý do là có nhiều mạch máu lớn ở vùng cổ. Tuy nhiên với những máy siêu âm tốt, độ đi dài cao đó và nhất là với đất mơ đó thì có thể phân biệt dễ dàng, thành ra không sẽ không sợ đi làm về mạch máu. Vượt bỏ cái đất mơ. Rồi như vậy mình sẽ thấy trên màn hình đó, mình sẽ tránh cái mạch máu phồng lên của tên mình sẽ tránh mạch máu và mình chọc cái vùng thứ nhất là đừng có đi về hướng mạch máu, thứ hai là nếu tổn thương nó mạch máu nhiều thì mình cũng tránh, để bây giờ là phổi của mình sẽ có tế bào biểu mô và không có hồng cầu nhiều. Trong tình huống này thì chúng ta thấy đó là cái hạch của ung thư giáp dạng nhú đó, từ tập papillary carcinoma, thì nó theo lý thuyết là 77% là hóa nang, và rất tiếc là hạch lao đó thì cũng phần lớn là hóa nang do hiện tượng caseum hóa, thành ra là về mặt hình ảnh học siêu âm thì không thể phân biệt được hai đặc điểm này. Tế bào học sẽ giúp chúng ta được hướng và điều trị tốt hơn.
trên màn hình, trên màn hình thì vì cái tổn thương thận này đó, nó hóa nang, nó có phần nicotic bọt sơn, thành ra chúng ta thấy cái mũi kim rất rõ. Nó khác với cái tổn thương của nhân giáp đó, thì cái vi mô hóa quá nhiều, thành ra cái mũi kim nó lẫn lộn. Ở đây thì chúng ta thấy rất rõ và kiểm soát mũi kim rất tốt. Vì đây là một tổn thương thận chứ không phải là nhân giáp. Thì biết nhân giáp nó dễ chảy máu, thành ra cái đường cắt đó như nãy bạn ngày sáng thì có nói là dùng 3-6 đường cắt thôi, nhưng mà đây là thận, thành ra cái số đường cắt, cái số passage của mình nó có thể nhiều hơn. Cho tới khi nào mình quan sát thấy cái mẫu trong đốt kim vừa đủ thì mình sẽ ngưng lại. Thì nếu mà quý bác sĩ nhìn thì sẽ thấy là sáng nay học kỹ thuật đó thì có cái dùng cái serum Cameco. Tuy nhiên cái chi phí để mà trang bị cái serum đó thì rất đắt. Thì theo chúng tôi biết hiện giờ là hơn 20 triệu. Thành ra là với một bác sĩ mà cái kỹ thuật, cái thao tác kỹ thuật gọn gàng đó, thì dùng có thể dùng ngón cái để tạo âm. Và như vậy thì không có tốn tiền để đầu tư cho cái serum đó. Mở nắp đi Phượng, Phượng ơi mở nắp đi. Vì đây là một thao tác mang tính ngoại khoa đó, thành ra là thường thường các bác sĩ nội khoa làm nó lúc đầu sẽ hơi e ngại. Thì những người đã được đào tạo ngoại khoa đó thì sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên mình phải lưu ý là để tránh gây tổn thương cho chính bản thân người bác sĩ đó, thì thao tác ngoại khoa phải tôn trọng về vô trùng và bảo vệ để cho cái mũi kim nó được có chích vào tay. Thì như vậy cái ca đầu tiên đã xong đó, thì mình sẽ cho bệnh nhân xuống giường và đang cầm máu tiếp khoảng 10 phút.